Thưa quý vị, thưa các bạn, trong năm 2017, hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia đã tập trung hỗ trợ theo ngành hàng, theo vùng kinh tế sát với nhu cầu và năng lực của địa phương và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy phát triển xuất khẩu và mở rộng thị trường. Quy mô xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2017 lần đầu tiên đã vượt mức 420 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 213,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,1% so với năm 2016. Tương đương mức tăng tuyệt đối 37,2 tỷ đô la Mỹ, là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Năm 2017 có 29 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm 4 mặt hàng so với năm 2016. Tăng trưởng xuất khẩu là điểm sáng của nền kinh tế, là động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2017. Cái tăng trưởng của xuất khẩu đạt tới 21,3% và đưa cái tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta lần đầu tiên vượt lên đến tới 214 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu kép của chúng ta trong cái xuất khẩu cũng rất là ấn tượng khi mà là năm thứ hai liên tiếp chúng ta có xuất siêu với con số xuất siêu lên tới 2,76 tỷ đô la Mỹ. Và đặc biệt là chúng ta đã chứng kiến cái sự trỗi dậy, sự vươn mình của các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và của cái nhóm ngành hàng nông sản và thủy sản của chúng ta đều có cái mức tăng trưởng rất tốt. Góp phần vào thành công đó là hoạt động xúc tiến thương mại. Năm qua, hoạt động xúc tiến thương mại đã có nhiều đổi mới, hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp. Năm 2017, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hỗ trợ 199 đề án với tổng kinh phí là 93 tỷ đồng. Qua đó, hơn 7.000 lượt doanh nghiệp đã được hưởng lợi từ chương trình với nhiều hợp đồng được ký kết trị giá hơn 544 triệu đô la Mỹ. Hàng chục đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước được tổ chức để kết nối giao thương, tìm hiểu thị trường. Cùng với đó, hàng trăm hội chợ, các phiên chợ vùng cao, các chuyến hàng Việt về nông thôn được tổ chức với doanh thu lên đến trên 300 tỷ đồng. Các hoạt động này đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào ổn định kinh tế xã hội tại các địa phương. Có thể nói hoạt động xúc tiến thương mại năm qua đã có nhiều cải tiến và đi vào thực chất hơn. Việc tăng cường kết nối giao thương giữa các địa phương, vùng miền đã và đang đem đến những kết quả hết sức khả quan. Bộ Công Thương là hết sức quan tâm đến cái công cuộc xúc tiến thương mại quốc gia. Trong đó các cái sở công thương của các tỉnh thành chúng tôi cũng được sự động viên và quan tâm chỉ đạo, cho nên là có những cái hội chợ và những cái chương trình xúc tiến như ngày hôm nay, và chúng tôi rất mong rằng Bộ Công Thương ngày một quan tâm tốt hơn nữa để mà tạo điều kiện, đặc biệt là cũng quan tâm về mặt kinh phí cũng như là về mặt tổ chức ngày một sâu rộng hơn để cái chương trình xúc tiến thương mại của chúng ta ngày vào đi vào thiết thực hiệu quả. Trước đây thì chúng ta chỉ là tổ chức những cái hội chợ, và trong hội chợ thì có những cái hội thảo thì cũng rất là cần thiết. Nhưng mà nếu mà là hội chợ thì các trung tâm xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp đến dự hội chợ và chúng ta lại tổ chức một cái hội nghị giao thương kết nối cung cầu để gắn kết các doanh nghiệp, các trung tâm với nhau và đi đặc biệt nữa là nó có những cái kết quả cụ thể, hiệu quả của cái công tác xúc tiến thương mại là ký kết các hợp đồng kinh tế cũng như là các biên bản ghi nhớ. Giữa hai cái sở công thương An Giang và sở công thương của ở tỉnh Lạng Sơn cũng đã có sự phối hợp với nhau trong vấn đề là hỗ trợ cho các doanh nghiệp kết nối các doanh nghiệp với nhau. Ví dụ như là hỗ trợ cho các kho bãi để cho các hàng hóa của các doanh nghiệp của tỉnh được tập kết, tập trung, bảo quản được tốt và sau đó đảm bảo chất lượng để xuất qua Trung Quốc. Nét đổi mới trong hoạt động xúc tiến thương mại là việc tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế trong và ngoài nước. Trong đó phải kể đến hội chợ Trung Quốc ASEAN, CA Expo, Việt Nam Expo, Food Expo, v.v. Riêng hội chợ Food Expo, hội chợ chuyên ngành về thực phẩm được tổ chức thường niên đã thực sự là cầu nối, là cơ hội cho các nông đặc sản của Việt Nam đến với thế giới, là nơi để các thương hiệu nông sản Việt Nam tỏa sáng. Có thể đánh giá là một cái triển lãm về công nghiệp thực phẩm lớn nhất và cũng như là hiện đại và bài bản nhất của cái nền công nghiệp thực phẩm của Việt Nam chúng ta hiện nay, là một cái sự kiện xúc tiến thương mại hết sức là quan trọng, giới thiệu các cái nền công nghệ tiên tiến và giúp cho cái người tiêu dùng Việt Nam có thể lấy được những cái lợi thế cũng như là tiếp cận được những cái sản phẩm mà tiên tiến nhất. Sự năng động của triển lãm cũng đã thể hiện sự năng động của Việt Nam trong những năm gần đây. Với quy mô lớn, chủng loại hàng hóa trưng bày đa dạng của các gian hàng Việt Nam và nhiều quốc gia vùng lãnh thổ tại triển lãm đã hứa hẹn về thành công lớn của kỳ tổ chức triển lãm lần này. Năm 2018, với những mục tiêu và nhiều thách thức mới sẽ đến với ngành công thương nói chung và hoạt động xúc tiến thương mại nói riêng. Đòi hỏi những người làm công tác này cần nhiều sáng tạo và đổi mới.
các hoạt động xúc tiến thương mại cần thực chất hơn để có thể hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và các địa phương. Có như vậy, mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 7-8% so với năm 2017 mới thành hiện thực.